Nam Bộ đang trong cao điểm của đợt mưa dông, mưa xảy ra bất chợt trong hôm nay. Đến chiều tối nay, mưa lớn sẽ lại diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao đi kèm gió giật và sấm sét nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có mưa dông mạnh trong chiều nay, đến tối và đêm mưa giảm cường độ. Trước đó trời chỉ tạm nhiều mây, nắng yếu, nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ. Nhiều nơi khác ở Nam Bộ cũng dịu mát, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Cần Thơ và phần lớn các tỉnh khoảng từ 30 đến 32 độ.